Anh đã đến như cơn mưa tươi mát lên, cho đời em một màu xanh mới. Khúc xe này tình cờ trông thấy nhau như bắt đầu một chuyện tình yêu mà cho em biết ngẩn ngơ, biết thầm thơ để em bỗng ngu ngơ. Em đã con trai miệt dường em ra đón chàng với cả
sao câu hò điệu lý bớ nàng. Là tim anh yêu em khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một thức ăn, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời.
ngay giây phút đầu là tim anh yêu em. Khi vừa thấy em, anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay anh trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Cảm ơn các bạn. Khi là Xuân và Quân thì đại diện
là bác dâu trưởng và giọng họ có bên nhà tôi thì hôm nay thì cũng được các sự đồng ý chúng tôi cũng có những người xa và các bạn không đi được chính quyền này mong thế trong này là bắc bộ nhận hiệu quả vâng kêu ông chồng vào đây bác bạn công nó bà thành cái trình tư máu của nhà trai thì tôi là gì họ nhà gái anh rồi là bác trưởng bác trưởng cháu hôm nay thì hai cháu yêu nhau giai đoạn rồi tìm hiểu nhau và được sự đồng ý của hai gia đình. Hôm nay là gia đình nhà trai không lễ đến thì là chúng tôi xin nhắc bây giờ là hai bà cùng gia đào cho nhau cái lễ giới thiệu đây đây ông em thứ ba nhà tôi đây và ông đây là cô em út rồi chồng này còn đây là nhà tôi kéo lại quên đúng nhà trai bên nam đại cháu bác với các cô, các chú, các bác bên ngoại là các bác bên ngoại giới thiệu anh ngoại nhiều lắm rồi ngoại ngoại không kể toàn bộ bên ngoại hết vui bên nhà ngoại thì nhà ngoại thì là ông bà bên nhà đây là tôi là bác ruột của anh của cô Yến đấy chứ còn đây là toàn anh em trong nhà tôi thì đông lắm nhưng hôm nay là các ông các bà cứ thông cảm thôi đây là toàn là bác hết. Thế lâu ra là câu các bà cứ thông cảm. Đây là ông này. Đây là ông này. Thế còn các cô đây, các bác đây là bác của còn là bác. Bác là bên ngoài ạ. Các bác là thế ạ. Cũng giới thiệu thêm với các bác là chúng em cũng là đồng hương các bác luôn vì con rể em cũng là Bắc Giang ạ. Nhưng mà này hơi xa hơn các bác ạ. Cháu cũng có hai cháu sinh là cũng 6 tuổi thôi. Vâng, cháu xa hơn. Đấy. Vâng. Cháu xa hơn của em Tuấn là phải đến tầm chục cây hay chục cây em đấy. Em lên chỗ qua bên ga lên một tí đấy ạ. Không phải 5-6 lục cây anh nhỉ, nói đến 5-5 cây. Đấy, lúc ra là cho nên là cũng đồng hương với các bác cứ yên tâm là như thế. Có khi về là hai anh em cháu xử nhau về đấy luôn. Để chiêu mà. Mày quay cả hai chị em. Bây giờ là trong rồi thì là mời hai bà để phải xin phép thế này. Hôm nay là mẹ có quỷ. Thì hôm nay là đã có cái ủy quyền cho vợ tôi là chú bác công trưởng, hôm nay là đại diện nhân đấy, cho giao và nhận thế xin là cũng phải lớn tôi bác vinh ra chú bác để chứng nhận hai bác gái chúng em là xin nhận lễ của gia đình nhà trai. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình kết thái.
ấy đắm trời sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu tha xuống cát bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó đầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu tha xuống cát bông mười giờ, bên chú rể lên trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó đầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quê hương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao, đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đậm sâu. Sưởi ấm anh qua đêm đông già, từ ánh mắt đầu trao nhau lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau, em đã luôn nguyện cầu một người cha che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao
đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Theo ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nổi lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người cha che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bao dặm, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngày vui sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần có anh trong đời, ta cho nhau giấc mơ. Thì hôm nay là có được quyền của tổng người thôi, nên là tổng người cũng biết.
cho các bà đây là chữ sinh hay chữ gì được biết. Đây tôi được phụ giấy tờ nữa. Vâng. Chính đấy ạ. Chào dài. Xin phép bà Yến đã đưa chắc như là hai bà Yến. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió. Con dạy thì các bác dạy nhiều, không ngược nhà quê chỉ lọc thôi. Các bạn rồi, các bạn biết. Bác ạ, trưởng các biết. Các bạn bảo đi lên kia đi. Mấy cuộc trẻ con chị ơi, cái cháu ngồi bên này có rồi ạ. Làm gì có ai đâu. Các cháu ngồi bên này, mọi người biết được có thể ơi. Mấy mây, mấy mây cho cháu đi ạ. Có một nào. Còn lại cùng giữ tay nhau thật lâu,
từ hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đau và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Ta sánh đôi hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi buổi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Và theo đúng cái kế hoạch và đúng các khu được giao cái gì thì cũng hoàn thành cái đấy. Còn như là nói rất nhiều quá thì cũng không nói hết được, nhưng mà tất cả đều trong kịch bản. Và thứ hai nữa là công các bà ngoài đấy cũng gửi lời chúc sức khỏe công các bà nhà các cụ nhà ra đường là các cháu, nhưng mà cũng mong muốn là hôm nay thì cũng nói là bởi vì là hôm nay cũng là đón dâu luôn, bởi vì là mình có người 10 11 cháu nó về nó cùng làm tiếp khách cùng gia đình. Thế sau mùng 10, 11 thì nếu ngoài kia người ta có nhu cầu ta mời thì gia đình nhà mình cũng có cử đại diện ra để làm sao đáp ứng nó phù hợp với khi cái nhu cầu khi người ta đến đây. Cái thứ hai cũng là cũng đại diện cho gia đình các ông các bà hai bên được giao thì bản thân chúng con cũng mời là cái ông này sẽ có mời cái đại diện ngoài kia tạo về cái cách cùng mình, cho mình có
cái việc lớn. Báo cáo tôi các bạn là như vậy. Trong cả quá trình thì cũng không có cái này thì báo cáo và là đoàn thì báo cáo các bạn. Các bạn từ nay những thông tin cái gì thì ngoài kia vào này thì cũng do hai cháu là chính, chắc cũng không có gì thay đổi. Chắc là anh em ở trong đoàn có cái gì ý kiến thêm. We'll be right back.
trái